Rồi, và hello, xin chào toàn thể anh em nha. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì vẫn là mình đây, Linh đây. Và hôm nay thì mình tiếp tục lại làm cái clip buổi chiều thôi. Thì như một số anh em đã bảo mình rằng là anh ơi, đổi map đi. Dạo gần đây thì mình rất hay làm ở những cái map, mình hay làm ở map 1 anh em ạ, Idango đấy. Thì do nhiều anh em bảo là đổi map thì hôm nay ok, mình sẽ quyết định là đổi sang San Hốc và quyết định đổi luôn cả khu nhảy nữa, để cùng xem là trận đấu ngày hôm nay khi mà mình đã nhảy xuống cái resort này, đổi từ bot cam sang resort. Trước anh em xem mình thì chuyên thấy mình nhảy resort đúng không? Thì hôm nay thì mình sẽ đổi sang, à đâu, để nói lộn, trước anh em hay thấy mình nhảy bot cam và hôm nay thì mình sẽ đổi sang resort. Nằm đây làm gì bạn? Cùng xem là ở resort xem là nó có khác những gì mà ở bot cam hay không. Lúc nãy mình nhảy thì ít nhất là mình thấy có hai team bay vào đây. Đang cộng cộng đây này. Nằm đây này. Yến Nhi ủa. À fake tên của tôi này. Yến Nhi fake là phải nằm xuống vào thôi. Thì mình cũng sẽ lại tiếp tục chơi ở chế độ solo squad. Và vừa chơi, có thể là vừa thuyết minh hướng dẫn cho anh em một chút kỹ năng di chuyển hay là một chút kỹ năng bắn gì đấy. Ok, thì chắc là bọn nó ở bên nhà cộng kia. Từ từ mình đi kiếm cái mũ đã anh em ạ. Thơm ngon ba mạng rồi. À kia kìa. Đấy, vừa nói xong. Hello bác tài. Hello. Hello bác tài ơi. À đang ra này. Nào ra đây. Này. Pipo à? Pipo à? Bò đi đâu cứng? À còn thằng nữa. Gạt đã cho được việc đây này. Nó ở ngay ở trong cái hẻm này thì phải. Hello bác tài. Nói có sai đâu. Tiếng chân thì rất là dồn dập. À, còn một cháu ở trên này. Đây đây đây, nó ngay không phải à. Tưởng ở trên này. À đây này. Đây mới gọi là tiếng trèo lên này. Đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách có thể bắt được thằng này. Đây này. Anh em nhìn nhá, bây giờ mình sẽ ra bên ngoài này. Chắc chắn là chết này. Thanh niên đang ngồi ở trên trên cái gọi là cái gì nhỉ? Cái tường cao đấy. Mình lên trên này thì chắc chắn là nhìn thấy rồi. Đấy kia kìa. Này. Ui trời ạ. À. Anh em thấy dễ không? Dễ vãi đái luôn. Thơm ngon thế là clear. Quá hợp lý. Nó cứ phải gọi là hợp lý vờ lờ. Được vãi lìn. Đấy. Thì trong resort trận này thì cũng khá là đông. Khi mà mình bú tới 7 mạng rồi. Thơm ngon. Anh em chơi ở trong cái resort này này, hoặc là ở chơi ở trong bốt cam đấy, những cái khu vực mà nó có rất nhiều những cái góc ngách, nhà cửa các kiểu, anh em phải di chuyển hết sức là chú ý. Bởi vì ở đâu thì nó cũng sẽ cam được mình. Nói chung ấy là anh em phải tập phản xạ tốt, tập những cái kỹ năng nhìn nghe trước. Đấy, mình nghe là mình biết nó ở trên này rồi và mình bắt nó dễ dàng quá luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ nút nhanh và qua luôn bot cam nha. Đây, qua tới bot cam rồi. Bây giờ thì sao đây? Trong này thì nghe vẻ hơi im ạ. À, có một tiếng. Mình nghe thấy có một tiếng. À, mình nghe thấy nó đi ở trên cái gọi là cái gì nhỉ? Cái cầu sắt đấy anh em. Được rồi, mình sẽ ngồi dình thanh niên này. Nào, team của bạn đâu? Ra đây. Ra đây cho mình được việc. Mình giết được bạn là xong luôn. Hợp lý. Mình sẽ ngồi cam thanh niên này nha anh em. Tại vì là mình trong đấy nó quá là im ắng, nên là mình không biết là ở trong đấy có bao nhiêu người. Đây này, nó lên này. Nó lên này. À nó lên này. À gión rén gión rén. Ai kìa cô trông như cô thâm. Toàn bác tử ở bên mới gì à. Ô kìa ô sao xinh quá. Tèn 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 tèn. Thế là có mỗi thanh niên thôi. Thế là trong cái bốt cam này, thanh niên này là người chiến thắng cuối cùng anh em ạ. Bây giờ thì mình cứ té thôi. Mình vừa có thấy cái thính, thế là mình quyết định là ra đây cướp luôn anh em ạ. Cho anh em trải nghiệm những cái màn bắn nhau, nó gọi phải gọi là liên tục đi.
mình sẽ cắt bớt những cái đoạn thừa thừa như những cái đoạn nút đồ hay là chạy. À đây rồi, à có tiếng, đây rồi, đây rồi. Hello anh trai, ui dồi ôi hai cháu, hợp lý hợp lý hợp lý. Đang nút thính này. Bây giờ thì mình sẽ thuyết trình luôn tiếp cái cách để có thể giết được những cái thanh niên này. Là anh em lại phải di chuyển nha, di chuyển liên tục và đổi những cái địa điểm liên tục để cho đối phương không thể là biết mình đang nằm ở đâu, à quay này là đang ở hướng nào. Như hồi nãy là mình bắn ở bên phải kia, chắc chắn là á đâu, á đủ, á đủ, á đủ, chạy chạy. Úi 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 úi, chạy đi đâu Hường ơi. Đấy, đấy nó lại bắn này, lại mình lại di chuyển tiếp này. Hồi nãy là mình bắn ở bên kia, chắc chắn là những thanh niên này nhìn thấy mình rồi. Chắc chắn là thanh niên nhìn mình rồi. Một thêm một cháu nữa, chắc chắn là cứu xong rồi anh em ạ. Mình nghĩ là hai thanh niên kia được cứu rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đẩy lên này. Nào, cho bạn tặng bạn trái bom. À, này, 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 này. Này thì mó này. Bạn ơi, đừng ke mình kiểu đấy. Những cái thanh niên mà ke kiểu này hở một đống người như thế này là chắc chắn sẽ phải nằm xuống anh em ạ. Cực dễ để có thể ăn mạng những cái pha như vậy. Còn cháu nào nữa không? Bò này. Bò này. Bò đi đâu? Gọi bạn ra đi. Gọi đồng đội ra mà cứu đi. Mình nghĩ là hết rồi anh em ạ. Có không? Không có luôn. Trống vắng chiều nay rồi. Đấy, cái kỹ năng di chuyển mà anh em phải đổi vị trí liên tục nha. Để vì sao? Để cho địch của chúng ta không biết là chúng ta đang ở đâu. Nhiều khi mình chạy như vậy, thanh niên cứ nghĩ là mình vẫn ở chỗ cũ, vẫn ke. Nên là những cái pha mà bắt được mạng của đối phương nó là easy. Quá easy luôn anh em ạ. Thế nên là có ốp này, mình lấy ốp. Nói chung là mình vẫn đang sợ anh em ạ. Mình đang sợ là còn bạn của nó. Nên là mình cứ từ anh em ạ, phải vào nhà. Chúng ta an toàn. Đấy, hợp lý. Bây giờ ra nhận tiếp. Hợp lý. Nút nốt thì mình cũng sẽ di chuyển tiếp nha. Đi tiếp tìm người. Chạy nãy giờ chưa gặp ai anh em ạ. Chạy sấp mặt loèn luôn. Ôi, vừa nói xong này, hợp lý hợp lý. Ngoài bo à? Ô, cái chỗ này mình vừa chạy qua xong anh em ạ. Mình chạy từ đầu bên này chạy sang đầu bên kia. À, từ bên kia đầu sang bên này. Vậy mà vẫn còn này, dưới khu nhà. Đây 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 đây, rất gần rồi. À đây rồi, thấy rồi. À, à. Dọn dén. Nào, dọn dén. Này, một viên ốp to bằng quả xoài này. Một viên ốp to bằng quả xoài. Bay đầu. Gạt luôn cho được việc anh em ạ. Hợp lý. Ngó. Nào, ngó ra. Tiếp tục cho bạn ăn quả xoài này. À, một thanh niên nữa ngon này. Nào, ngó đi. Ngó. 10 tỷ. 10 tỷ. Ui, xịt rồi, định mệnh. Nào, tiếp tục. Ngó này. Ui, sao quả đấy không trúng? Vô lý. Hơi vô lý. Ui, định mệnh. Nó tá mình đầu quá anh em ạ. À. Anh em có thấy quả đấy không? Ảo vãi. Ui, có 8 này. Sao quả đấy này vẩy không trúng đâu? Quả đấy mẹ mình cắn nó phải lét cắn à? Này thì vẫn đứng này. Ui ôi. Đấy, xong thêm một cháu nữa. Đây đây đây. Úi dồi ôi. Thơm. Hai cháu luôn. Nào. Nằm đấy à? Gạt luôn anh em ạ. Confirm luôn. Đâu cháu kia nữa. Nhanh chóng. Xếp hàng. Trên này còn tiếng bắn từ đã anh em ạ. Mình phải check nhiều khi là nó không biết mình đấy anh em. Định mệnh. Khổ lắm. Hello. Hello. À đây rồi, đang chạy bọn. Chạy bò này. Úi rồi ôi. Úi rồi ôi. Ok thì mình sẽ chạy luôn thôi. Luôn anh em ạ. Bây giờ chạy như nãy giờ. Nói chung là bon. Bo thì quá là nhỏ rồi. Mà còn tới 8 thanh niên nữa cơ. Đầu 7. Này bắn này. Uầy. Mình đảm bảo các bạn 90% phần ở trên. Đấy đấy đấy. Mình vừa nói xong mình nhìn thấy mẹ nó rồi này. Nào, còn đứng đấy không? Hello. Cầm. Nào, bỏ ra. Đấy, nhấp nhô kìa. Đấy, hợp lý.
cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Máu nước cứ phải đầy đủ anh em ạ. Mình là một con người mà phải uống nước liên tục. Đây này, nó này. Ui, uầy, hình như nó nhìn thấy mình rồi, đúng không? Có một thanh niên nào cầm ốp bắn ở đảo à? Ra đảo ở mấy khỉ à bạn? Ra đảo này ở mấy khỉ rồi. Ui không được rồi, bo. Mình té thôi. Thôi bây giờ, ui khó thế nhở. Còn 4 thằng. Trên này thì còn ít nhất là tầm 2 thằng. Ui quả này thì bốc đất rồi anh em. Từ từ mình lên thì mình sẽ giết thanh niên, mấy thanh niên ở trên này. Đây rồi. Nào. Hello anh trai. Cháu. Ui. Thôi giọng rồi. Ui giời ơi. Ui top 2. Vãi. Thế nào còn tận 4 thằng ở trên này. Ôi cuộc đời thật là bất công. Một thì làm sao đối mới được 4 được. Cái pha này thì mình chịu anh em ơi. Tại vì mình có một cái gốc cây duy nhất ở trong để cho mình make up thôi. Ok. Vậy là mình cũng hoàn thành xong một trận đấu với top 2 thôi anh em ạ. Khá là ok. 2006 đa. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Anh em đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.